Chúng ta còn bài 10 xử lý tín hiệu analog và bài 11 hướng dẫn điều khiển PID. Thì chúng ta vào bài 10 xử lý tín hiệu analog. Mình dạy các bài kia trước vì hôm nay thì UC của mình mới về và mình có đầu analog output test cho mọi người xem. Với mục đích nữa là chúng ta đã học qua bài HMI nên hôm nay mình sẽ mô phỏng trên HMI các tín hiệu analog hiển thị và set từ trên HMI cho tạo project. Bài 10 xử lý tín hiệu, mình nhầm rồi, chọn nhầm rồi, xin lỗi các bạn. Bài 10 xử lý tín analog. Phần đầu thì vẫn như mọi khi mình hay làm, mình làm nhanh một chút. Detect BOC. Detect. Rồi, xong. Để đọc được analog input và analog và xuất ra analog output thì chúng ta hãy tạo cho mình hai khối FC analog in. Analog out. Với analog in chúng ta sẽ có các tham số sau. Ví dụ bạn nào đã học 300 thì chúng ta sẽ có FC 105 và 106. Vậy chúng ta cũng sẽ tạo ra một khối tương tự như vậy. Đối với analog input chúng ta cần một kênh đọc tín hiệu analog đó cũng ứng với I0.0 IE0 và IE1 trên POC S7200 hoặc các module mở rộng về analog các bạn. Ở đây mình xài hai đầu vào analog mặc định của POC, kiểu là kiểu in thêm K1 K2. K1 K2 là gì? K1 K2 nó là giá trị thuộc kiểu nguyên của analog đầu vào hoặc đầu ra. Ví dụ như ở dòng 1200 nó từ -32000 đến 32000 ứng với từ -10V đến 10V hoặc từ 0 đến 20mV mini A, mình xin lỗi. Đối với dòng 1200 và dòng 300 thì nó sẽ là từ -27648 đến 27648. Mình cần hai giá trị giới hạn nữa là giới hạn trên và giới hạn dưới.
Ví dụ mình sẽ đọc là từ 0 đến 10V nim H dạng trên nim low dạng dưới. Hai cái này sẽ là tiểu thực. Đầu output của mình là đầu AI tiểu số thực hay analog input, là điện thực của analog input. Nó tạo cho mình thêm một cái tem, chỉ là một biến trung gian real. Đó, phần khai báo như nào đã xong của khối analog input. Chúng ta lấy cho mình hai khối Norman và Scale. Trong phần conversion Norman và Scale, venue của nó là giá trị, cho là PIV kép thấp. Mình kênh analog mặc định của 1200 có mặc định hai kênh này sẽ mặc định là kiểu app không có dòng. Bạn nào muốn đọc analog dòng thì mình mua thêm mô mở rộng. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem những phần đó. Ở đây mình đặt là K1, K2 tem giá trị trung gian, giá trị mức dưới. Ví dụ ở đây mình đặt nim dạng dưới và dạng trên, output sẽ là analog số thực, giá trị thực của analog AI. Mình sẽ đổi kiểu số thực. Đó, đây là một khối đọc dữ liệu analog in. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một khối analog output. Ví dụ mình sẽ đặt một giá trị set tần số cài đặt tần số cho bên tần đi. Ở đây đầu analog output của mình sẽ đấu thẳng vào chân V và chân nhận tín hiệu analog của bên tần. Kiểu real. Tiếp theo K1, K2 giá trị thấp nhất min này, giới hạn dưới đi, giá trị output là analog output. Kiểu này sẽ thuộc kiểu nguyên in. Các bạn chú ý làm theo mình. Ở đây chúng ta vẫn sử dụng hai khối Norman và Scale. Giá trị cài đặt tần số, giới hạn trên K1, K2, tạo thêm một biến trung gian tem.
scale. Giới hạn dưới, giới hạn trên và output. Đây là con analog output. Tiếp theo, chúng ta vào phần cứng của VLC. Property. Các bạn chọn vào AI cho mình. Sẽ thấy channel 0 của AI là IP64. Channel 1 IP66. Các bạn đọc vào giá trị từ mà nó mặc định là vôn, không thể chỉnh sửa sang áp, không thể chỉnh sửa sang dòng. Giá trị đọc analog PIVK64. Channel 0. Giá trị mức dưới, vì mình đọc từ 0 đến 10V, nó sẽ ứng với từ 0 đến 27648. Mình đọc giới hạn thực của mình. Ví dụ mình cho là 0 đến 10V. Thế giới hạn trên sẽ là 10, giới hạn dưới sẽ là 0. Giá trị analog real mình đặt vào một cái MD nào đó. Mình đặt MD 100. Tiếp theo, có giá trị cài đặt tần số cho bên tần. MD 104. K1 ở đây, ngược lại. K1, K2 là gì? K1, K2 của mình sẽ là giá trị cài đặt tần số của mình, ví dụ từ 0 đến 60, 0 đến 60 Hz. Và đầu analog output của mình bắt buộc lại phải thuộc giá trị từ 0 đến 27648. Vậy giá trị dưới của mình sẽ là 0, giá trị trên 27648. Đầu này sẽ là QVK98. Mình đặt cái biến nhầm rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ add một màn hình HMI. Ở đây mình sẽ mô phỏng. Profiles. Chúng ta connect với POC. Các logo, cách tạo các screen thì bài trước mình đã hướng dẫn. Các bạn phải chú ý theo dõi bài trước. Finish.
Mình sẽ tạo thêm một màn hình mới. Screen 1. Mà đi. Ở đây mình sẽ có hai giá trị. Một giá trị là đọc giá trị thực của analog, và một giá trị là một giá trị analog output của biến tần. Ví dụ mình đặt tần số biến tần. Mình viết hết tiếng Việt đi. Chúng ta gắn tang cho hai giá trị. Ví dụ đọc analog là mình đọc từ POC lên HMI, vậy mình sẽ để loại output và bỏ dấu cộng lên trước đi. Tiếp theo giá trị cài đặt tần số, cài đặt xuống. Mình sẽ để là giá trị input. Mình cũng bỏ dấu cộng đi. Hơi thiếu thiếu nhỉ. Mình sẽ cho thêm start store biến tần. Đèn biểu thị trạng thái của động cơ. Hay nói cách khác, trạng thái của biến tần. Động cơ.
Đó. Ở đây, nếu giá trị analog của mình là giá trị nhiệt độ từ 0 đến 100 hoặc là cao mức từ 0 đến 30, thay vì từ 0 đến 10 mình sẽ đặt cho lại thành 0 đến 30 hoặc từ 0 đến 100 ở phần giới hạn trên và giới hạn dưới. Đối với những bạn nào không có analog in và out, chúng ta có thể sử dụng phần mềm Factory, nhưng với phần mềm Factory IO chỉ sử dụng được 30 ngày. Thay vì phải duy trì, mình sẽ dùng invert bit. Mình dùng đầy đủ đi. Vậy xong, chúng ta sẽ download xuống cho POC. Mình xin lỗi, mình đang sử dụng 1214. Mình vẫn nhầm, mình đang sử dụng 1215. Các bạn thông cảm, nếu 1214 thì chúng ta sẽ không có kênh analog output. Vậy, nhưng thường thường thì các giá trị analog output nó cũng làm y hệt như mình. Coi như đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ làm một bài bổ sung khi con 1215 của mình nó về. Loát chương trình. Finish. Bật chế độ giám sát. Đó. Chúng ta bật mô phỏng. Mình HMI. Đây là giá trị điện áp. Đặt tần số cho đặt là 20 đi. Đó. 50 đi. Đây là giá trị analog output. Start. Stop. Start. Mình sẽ thay đổi giá trị analog ở trên cảm biến. Đó. Ở đây sẽ từ 0 đến 10V. Để mình sửa lại.
Hoặc như mình đã nói, nếu là các giải đo khác ngoài từ 0 đến 10V, ví dụ từ 0 đến 30 mét trong bể chẳng hạn, hoặc nhiệt độ từ 0 đến 400 chẳng hạn, thì mức giới hạn trên và giới hạn dưới của nó sẽ là từ 0 đến 400 hoặc 0 đến 30, hoặc nó cũng có thể là một loại cảm biến áp suất 0 đến 33, thì giới hạn này cũng sẽ là từ 0 đến 30. Khi ra ngoài nó sẽ là giá trị thực. Mình tăng nó lên, bật lại mô phỏng đã. Đó. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách để làm ra một thư viện cho khối Outlook inbound này, hoặc như ở đây mình đã có sẵn khối này, mình đã làm từ rất lâu rồi. Outlook khi cho vào đây chúng ta sẽ phải thay tên FC vì nó sẽ bị trùng. Menu 3, ok. Mình sẽ đặt trùng với cả kênh trên để xem hai giá trị đọc có giống nhau hay không. Nó là dịch vụ WC. Đó. Mình sẽ show cho các bạn xem khối analog này là toàn bộ công thức mình đã được học từ trước. Bây giờ để tạo ra các thư viện như vậy các bạn cần làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ new, create new global library cho đường dẫn cho nó, và các bạn ném toàn bộ tất cả những cái khối này các bạn vừa tạo ra vào trong đó. Như đây khối này thư viện mình đã tạo rất lâu rồi, mình tạo lại, mình sẽ tạo ra một khối analog. Đây các bạn có thể thấy, ném hai khối analog in. Và analog out vào. Đó, các bạn lưu lại. Sau đó các bạn mở project bất kỳ. Ví dụ project test đi. Add new một thiết bị CPU bất kỳ. Sau đó chúng ta library. Project này đã có từ trước, mình tắt đi bật lại. Yes.
chúng ta làm một project bất kỳ, mở thư viện ra, lấy nó lên, tại vì các bạn phải đi làm lại rất nhiều lần thì chúng ta cũng để vào thư viện. Và sau đó chúng ta sẽ lấy ra xài. Đó là cách tạo một thư viện global của các khối mình đã tạo ra. Bài giảng này của mình đến đây là kết thúc.